cái ngoan. Nói nghe, vâng lời cha mẹ, mà đặc biệt là không biết xài tiền. Nhiều khi đi học về thấy buồn quá, hỏi sao nay con buồn. Ba buồn, ba cũng không dám nói. Hủ tiếu khô hả con? Ba làm như ông nội không có muốn ăn đâu. Dạ, cho thân với lại bạn Gia Quý, với lại anh Quốc Huy. Dạ, con đi diễn thì được mẹ đưa con nhiều nhất. Nhưng mà ba là người bấm đĩa cho con nhất, nên con có bà mẹ phụ giúp con thì con rất là vui. Dạ, cô Phu Vinh Đa. Xanh, em hãy vào rừng sâu giết chằn tinh, đem yên bình về cho dân làng chúng ta. Và nhớ đem đầu chằn tinh về đây cho anh. Nhớ nhà em, đem đầu chằn tinh về cho anh. Đi đi em, đi đi em. Xuất sắc. Con năm nay nhiêu tuổi? Dạ con 12 tuổi. Mà con chỉ có 12 tuổi thôi, cho nên là các ông bụt ông trong kia là cô tiên thách luôn, là hai bụt anh bụt em không bao giờ nhảy được vậy đâu. Vậy là con đã luyện tập nhảy được bao nhiêu năm rồi? Dạ con luyện được 6 năm ạ. Bởi vậy cho nên con vừa xuất hiện ra những động tác đầu tiên, cô Quỳnh Anh anh ơi sao dẻo dữ vậy anh Ban? Đâu phải đơn giản để có thể 1 năm, 6 tháng hay 3 năm mà phải 6 năm. Và điều này trong thời gian ngắn nhất con đã tạo nên những điều tuyệt vời nhất, nhất là những điểm dừng. Trong nhảy mà nhảy đẹp là chuyện cũng khó rồi đấy, nhưng mà phải dừng và dừng tuyệt đối, sau đó làm tiếp thì những điểm dừng quá tuyệt vời. Và cuối cùng cái kết chú cũng rất là thích. Nhạc đã dứt rồi, thường diễn viên xuất vai ra liền. Không, con dựng 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, con mới xả dài ra. Và tin sao ạ? Những động tác của em cho thấy được một điều rằng là cái sự luyện tập của em rất là nghiêm túc. Bởi vì động tác rất là chắc chắn, đâu vào đó, mặc dù là hơi mỡ bụng một chút xíu. Nhưng mà không sao, mình càng tập luyện thì cơ bụng mình sẽ càng săn chắc quần quận 6 múi, đúng không? Nói chung là chị yêu thích tiết mục của em lắm. Cô chỉ có tò mò một tí xíu là không biết là trong nhảy múa thì con hâm mộ ai? Thì tưởng tượng của con là Michael Jackson. Wow, wow, wow. Nhảy được Michael Jackson. Chưa có bước không? Nào Michael Jackson nhạc trỗi lên. Con bụng phẳng vậy nè nha. Này mỡ cũng hơi tần. Khen thì cũng đã khen rồi. Có một mong ước nho nhỏ hiện giờ, đó là cô muốn là con dạy cho chú Minh Nhí nhảy một vài bước trên sân khấu. Khen nghĩ thì mọi người cũng rất là khao khát được thấy anh lên liền làm gì đâu, tôi sợ rồi. Trời ơi. Dạ con. Đó. Đá. Nét lên. Đá lên. Tiếp tục, tiếp tục. Còn rồi. Không, làm rồi, phần của huấn luyện viên Minh Nhí đã xong. Bây giờ xin mời cô Tiên Quỳnh Anh sẽ làm những động tác của bé Minh Khang. Con mời chú Thanh Bạch lên luôn. Chú Thanh Bạch sẽ tuần tự bước lên. Để cô sẽ đưa chú Thanh Bạch lên nha. Đi. Cô, bên đây để nè, bên đây giống hiện giờ nè. Nha.